Đây chính là tốt 5 con giáp sẽ đón nhận nhiều tin vui nhất trong ngày 14 tháng 1 năm 2024 năm giáp thìn. Tình yêu thăng hoa, sự nghiệp thì thăng hạng. Xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên dưới đây. Bởi chỉ cần bước sang ngày 14 tháng riêng, các bạn sẽ đón nhận mọi cái điều may mắn, cát tường nó sẽ đến với mình. Công việc thì hanh thông thuận lợi, xuôi chẻo mát mái. Con đường quan lộ đã trải sẵn thảm đỏ, chỉ chờ các bạn bước chân lên. Người thì được thăng quan tiến chức, người thì tài khoản ngân hàng nó có nảy số liên tục. Trong ngày hôm nay, cuộc sống của các bạn có thể là nói là phủ đầy một cái màu hồng. Đặc biệt là trong cái chuyện tình cảm, tình yêu đôi lứa cũng gì ngọt ngào, hạnh phúc. Đêm hoa kết trái, những người độc thân thì dễ gặp được cái nhân duyên tốt lành để dựng xây gia đình cho mình. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên trong ngày 14 tháng riêng, ngày Đinh Tị. À, thưa quý vị chúng ta biết ngày 14 tháng riêng thì nó là ngày đinh tỵ cục diện đầu tiên chúng ta có đặt tỵ thân là nhị hợp vậy nên những người tuổi thân sẽ là con giáp may mắn đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay à, thưa quý vị trong cái ngày 14 tháng riêng ngày đinh tỵ thì những người tuổi thân được chính tài nó tương trợ nó giúp đỡ nên những người tuổi thân khá là chăm chỉ cải quốc công danh sự nghiệp tiền lương của những người tuổi thân ấy thì khá được gì được thăng tiến và mở rộng đặc biệt một số người còn thừa kế cái sự nghiệp của gia đình sẽ gặp rất nhiều cái may mắn và có những cái tin vui bất ngờ nó ập đến à, bên cạnh đó lại được cục diện lục hợp, tị thân nó tương trợ nó giúp đỡ nên là quý vị cũng sẽ gặp được may mắn trong công danh sự nghiệp à, cái chuyện tình cảm gia đình cũng gì đã gì hòa hợp hơn vợ chồng đã biết cảm thông cho nhau, thấu hiểu lẫn nhau sống tiên về tình cảm biết cách chăm lo cho gia đình nhỏ của mình những người tuổi thân đi ra ngoài cũng hay được những người khác giúp đỡ vì tính lương thiện và nhanh nhẹn của mình. À, thưa quý vị, ở trong thời gian này thì những người tuổi thân lại gặp cục diện là tị thân là lục hợp nên là cái vận trình tiền bạc tài lộc cũng khá là hanh thông thuận lợi. Quý vị làm gì cũng sẽ ra tiền và cũng sẽ gặp được quý nhân nên là cái vận trình tiền bạc tài lộc nó cứ ùn ùn kéo đến đối với những người tuổi thân. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn và tăng cường cái vận tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi thân hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi thân. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. À, tiếp theo con giáp may mắn thứ hai không ai khác thì đó chính là những người tuổi rộng. À, quý vị thân mến, trong cái ngày đinh tỵ thì những người tuổi dậu được cục diện là tị dậu sửu là tam hợp hơn nữa lại được thiên tài là chiếu mệnh vậy nên khuyến khích những người tuổi dậu trong thời gian này quý vị có thể thử vận may của mình bằng cách mua một tờ vé số chơi chơi nhưng mà quý vị cũng đừng có quá ô mê vào cái vé số nhiều quá quý vị hãy thử vận may của mình xem đến đâu mà thôi bản mệnh nên gì cởi mở hơn đó và tích cực giao lưu với mọi người xung quanh nhiều hơn để xây dựng những cái mối quan hệ làm ăn tốt đẹp công việc thì được thuận lợi rất là cục diện tam hợp nó tương trợ giúp đỡ sự nghiệp thì phát triển thi cử thì may mắn con cháu học hành thì đạt những kết quả tốt đó nhờ có tâm hợp nó trợ mệnh nói chung là con giáp này dù là ngày nghỉ hay là trong bất kỳ những ngày nào thì họ cũng sẽ gì cống hiến hết mình và đạt được những hiệu quả công việc cao được cấp trên khen thưởng tiếc rằng với những người tuổi dậu thì bị cục diện là gì hỏa kim là tương khắc nên là trong thời gian này thì bản mệnh luôn trong tình trạng là khó chịu bức bối, dễ nóng với những người xung quanh. Đôi khi những người tuổi dậu bị hiểu lầm là không thân thiện, cái thái độ khó ưa nhưng mà thực ra là cơ thể các bạn đang mệt mỏi và ngại giao tiếp, không muốn giả tạo lấy lòng người khác mà thôi. Vì thế để tăng cường cái vận may về tài lộc cũng như là gì để hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống thì những người tuổi dậu cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, tị dậu xỉu để trợ mệnh ngộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. À, quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dậu. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những người tuổi sửu. À, thưa quý vị, nói chung ấy, trong ngày đinh tỵ ngày 14 tháng riêng thì công việc của những người tuổi xỉu thì khá là thuận lợi hay thông trời thương cho những người tuổi xỉu vẫn phải nai lưng ra làm việc vậy nên là gì cũng sẽ có được những cơ hội thăng tiến nhất định bên cạnh đó lại được cục diện tam hợp nó nâng bước cho bản mệnh vậy nên là những người tuổi xỉu cũng dễ tiến đến thành công và có những cái khoản thu nhập ngoài mong đợi à, quý vị cứ cố gắng thì cũng sẽ được đền đáp một cách là xứng đáng À, thêm nữa, đường tình cảm của những người tuổi sửu trong thời gian này cũng được nở hoa nhờ được cục diện là hỏa thổ tương sinh. Nếu mà cảm thấy không thể đảm đương được hết ấy, thì các bạn hãy nhờ đến cái sự giúp đỡ của những người xung quanh. Mọi người luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn. Một số người còn sẽ được gì người lớn khen thưởng và trao cho nhiều cái lộc lá. Và đặc biệt trong thời gian này lại được thực thần nữa yêu ái, nên là những người tuổi sửu khá là hên trong cái chuyện tiền bạc, trong chuyện ăn uống. Nhiều người sẽ nhận được những lời mời tham gia ăn uống tiệc tùng trong ngày hôm nay. Những bạn đang túng thiếu về tiền bạc thì cũng được người nhà giúp đỡ trong những cái lúc nguy cấp và cũng sẽ có được cái may mắn đến với mình. Vì thế mà để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, tị dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi xíu Đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo con giáp may mắn thứ tư không ai khác thì đó chính là những người tuổi Mùi. À quý vị thân mến, à, trong cái ngày 14 tháng riêng ngày đinh tỵ này thì công việc của những người tuổi những người tuổi Mùi thì được tam hội là tị ngọ mùi nó tương trợ nó giúp đỡ vậy nên cũng sẽ rất là xuân sẻ may mắn và hanh thông những người đi buôn thì cực kỳ đắt hàng được khách hàng ủng hộ nhiệt tình có thể coi cái ngày hôm nay chính là cái cơ hội tốt để cho quý vị phát triển cái sự nghiệp kinh doanh buôn bán nếu mà quý vị bỏ lỡ thì sau này khó có thời cơ nào tốt được như thế này nữa bên cạnh đó cái chuyện tình cảm của những người tuổi mùi trong ngày hôm nay cũng khá là thuận lợi xuân sẻ và tốt đẹp nhờ được cục diện là hỏa thổ tương sinh nếu mà các bạn ghét ai đó thì hãy cứ mặc kệ họ đó sẽ là cách hành xử tốt nhất mà các bạn dành cho những người mà các bạn ghét. À, và trong thời gian này thì quý vị cũng sẽ may mắn là có thực thần hỗ trợ nên là cũng con lộc ăn uống buôn bán thì ngày càng đắt khách. Những người tuổi mùi là những người sống đơn giản nhưng mà không hề tầm thường. Đặc biệt là những người mà đang làm thêm hoặc là có công việc nghề tay trái thì đây cũng là cái thời điểm để quý vị bội thu về mặt tiền bạc. Vậy nên để gia tăng thêm cái vận may cho mình. Ý, thì quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để trợ vận hộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi mùi tiếp theo con sắp may mắn thứ năm trong ngày đinh tỵ ngày 14 tháng giêng ấy thì đó chính là những người tuổi ngọ à quý vị thân mến những người tuổi ngọ có tính cách khá là lạc quan yêu đời, không ngừng nạp cái năng lượng tích cực trong cuộc sống để cuộc sống được vui vẻ hơn. Ở bên cạnh đó, thì những người tuổi ngọ cũng vô cùng thông minh, thích thỏa sức sáng tạo, sống độc lập và không thích dựa dẫm vào bất cứ ai. Nhờ vậy mà họ dễ dàng gặt hái được nhiều cái thành công rực rỡ. Những người tuổi ngọ sẽ gặp được nhiều cái may mắn từ sự nghiệp, tài vận đến con đường tình cảm, đấy, thì đều được thăng hoa một cách là viên mãn. Nếu mà ai biết nắm bắt được cái cơ hội thì một bước đổi đời, thậm chí có người còn trở thành đại gia. Muốn không giàu có thịnh vượng thì cũng khó. À, bên cạnh đó, trong cái ngày 14 tháng riêng, ngày đinh tị này, thì cuộc sống của những người tuổi ngọ sẽ có nhiều cái thay đổi bất ngờ, bản mệnh. Sẽ gì có mọi thứ sẽ được thăng hoa. Từ giai đoạn này trở đi sẽ giải quyết được những khó khăn. À, niềm vui sẽ đến với những người tuổi ngọ hàng ngày. Sẽ tạo cho các bạn một cảm giác là khá là tích cực, vui vẻ. Nhìn chung, ấy, đây sẽ là một cái thời điểm mà nhiều cái điều mong mơ đợi sẽ đến với những người tuổi ngọ bất kể làm gì thì các bạn cũng sẽ có được những cái thứ mới mẻ thú vị và muốn kiếm nhiều tiền thì cũng không phải là cái chuyện quá khó khăn vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi ngọ hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam học quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân à, vòng vẫn được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ngọ đó là con giáp may mắn thứ năm tiếp theo con giáp may mắn thứ sáu không ai khác đó chính là những người tuổi thìn. À, quý vị thân mến những người tuổi thìn vốn là những người có tính cách thẳng thắn mạnh mẽ và kiên định với những cái quyết định của mình thì ngoài ra những người tuổi thìn vốn là những người mang số mệnh của con rồng ấy họ sẽ dùng cả thanh xuân để mưu cầu cái sự quyền lực và cái sự giàu có vì vậy bản thân cũng cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ để tìm kiếm những cái cơ hội thành công, xây dựng một cái cuộc sống sung túc viên mãn. vào cái ngày 14 tháng riêng ngày đinh tỵ này, thì những người tuổi thìn nói chung là một trong số những con giáp may mắn có tiềm năng là đổi đời giàu có. Thời gian tới những người tuổi thìn có thể sẽ sở hữu những cái cơ ngơi tốt khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ. À, tuy nhiên cuộc sống này thì không phải lúc nào nó cũng được thuận lợi như ý muốn. À, tuy nhiên cuộc sống này nó không phải lúc nào cũng thuận lợi như ý muốn. Và vậy nên là những người tuổi thìn cũng phải luôn vững tâm biết cách học hỏi, tìm kiếm cái thời cơ tốt để thăng hoa, rực rỡ trong thời gian này. Nói chung với thời gian trước thì không biết khó khăn thế nào, nhưng mà chỉ cần bước sang ngày 14 tháng riêng âm lịch, thì những người tuổi thìn sẽ có cái cơ hội chuyển biến tích cực trong cuộc sống, cũng như là nâng lên một cái tầm cao mới. Nói chung đây là cái thời điểm mà có 102 trong cuộc đời. Nếu mà những người tuổi thìn tiếp tục vững tâm, cố gắng thì cái sự nghiệp sẽ được thăng hoa. Thậm chí có người còn được đổi đời trong trước mắt Thời gian tới nếu tìm được cơ hội tăng thêm cái thu nhập thì quý vị hãy cứ nắm mắt lấy để gì? Để có thêm một cái khoản thu nhập mới cho mình. Vì thế để gia tăng thêm cái vận may cho mình thì những người tuổi thìn cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để được trợ mệnh hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi thìn đó là con giáp may mắn thứ sáu à, thưa quý vị như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày 14 tháng riêng ngày đinh tỵ và trong cái ngày 14 tháng riêng ngày đinh tị chúng ta sẽ có những con giáp may mắn sau đây một là tuổi thân hai tuổi dậu ba tuổi xíu bốn tuổi mùi 5 tuổi ngọ và 6 là những người tuổi thìn. Đó là 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý, dễ có cơ hội trúng số đổi đời, dễ có cơ hội sắm nhà tậu xe. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.